Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách độ MMCX cho tai nghe. Thì đây là một cách mốt tai nghe khá là thú vị, được rất nhiều anh em yêu thích. Đối với một số bạn thì tai nghe rất là quan trọng, nó giúp bạn nghe nhạc, học tập, chơi game. Nhưng nếu một ngày mà chiếc tai nghe thân yêu của bạn bị hỏng hoặc là bị đứt dây, thì cách mốt MMCX là một giải pháp tuyệt vời để bạn vẫn có thể giữ lại được chiếc tai nghe của mình mà không cần phải mua tai nghe mới. Về bản chất thì chiếc jack MMCX nó là một dạng kết nối nhanh. Thay vì thông thường bạn sẽ phải hàn, thì bây giờ bạn chỉ cần cắm hai chiếc jack đực và hai chiếc jack cái lại với nhau là được. Nếu chiếc tai nghe của bạn bị đứt dây hoặc bạn có nhiều tai nghe khác nhau mà mỗi loại tai nghe thì nó lại dành riêng cho các giải âm thanh khác nhau, và để có thể trải nghiệm được hết thì bạn sẽ phải đổi tai nghe, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng một chiếc dây kết nối. Nói một cách dễ hiểu thì chiếc jack MMCX nó giúp cho các bạn có nhiều tùy chọn hơn giữa việc sử dụng tai nghe và dây kết nối. Thì ở đây mình đang có một bộ jack MMCX, mình sẽ mở nó ra cho các bạn xem. Nó sẽ bao gồm jack kết nối vào vỏ nhựa. Về phần jack thì nó sẽ bao gồm một jack cái và một jack đực. Nó được thiết kế để có thể kết nối lại với nhau. Bạn chỉ cần cắm nó vào như thế này là được. Còn ở đây thì mình có rất nhiều các tai nghe bị đứt của nhiều hãng khác nhau vẫn còn sử dụng được nên mình giữ lại. Như đây là chiếc tai nghe của máy iPhone 3S, rất là huyền thoại. Nó là dòng tai nghe earpods trên thế hệ máy iPod, và sau đó thì Apple chuyển sang iPhone thế hệ thứ 3 và thế hệ thứ 4. Thì đến chiếc iPhone thứ 5, Apple mới chuyển sang thế hệ tai nghe earpods được thiết kế mới. Những bạn nào đã từng sử dụng earpods iPhone 3, iPhone 4 thì chắc sẽ biết chiếc tai nghe này. Còn đây là chiếc tai nghe iPhone 7, nó bị đứt dây. Ngoài ra thì mình còn rất nhiều các loại tai nghe khác, như là của Nokia, Samsung, BlackBerry, hay đây là tai nghe AirPods không dây. Hầu hết các loại tai nghe thông thường thì đều có thể mốt được MMCX. Và trong video này thì mình sẽ mốt MMCX cho chiếc tai nghe iPhone 7 và chiếc tai nghe Bluetooth của hãng JBL để biến nó thành một chiếc tai nghe không dây sử dụng Bluetooth. Phần dây tai nghe của JBL nó đã bị hỏng tai nghe, nhưng phần pin và phần Bluetooth thì vẫn hoạt động rất tốt. Do đó thì mình sẽ độ tai nghe của iPhone vào. Bạn có thể thấy với cách mốt MMCX thì chúng ta sẽ rất linh hoạt để thay đổi tai nghe theo ý muốn của mình. Bạn có thể sử dụng Bluetooth của một hãng khác và tai nghe của một hãng bất kỳ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ hàn jack lại. Các chi tiết khá là nhỏ nên mình sẽ làm nhanh. Chúng ta chỉ cần hàn hai dây tai nghe vào hai cực của jack MMCX là được, rất là đơn giản. Thì đây là mình đã độ xong một bên. Tương tự thì mình sẽ làm với chiếc tai nghe còn lại. Thì đây là kết quả sau khi mình đã hàn xong. Bạn có thể dễ dàng tháo ra như thế này. Thì đây là cách mình mốt theo kiểu lòng thòng như thế này. Ưu điểm của cách này là vẫn giữ được chất lượng âm thanh của tai nghe. Còn một cách mốt khác, đó là bạn sẽ gắn thẳng jack MMCX vào phần đuôi của tai nghe, nhìn nó sẽ đẹp và thẩm mỹ hơn rất nhiều. Tuy nhiên với cách này thì bạn sẽ vô tình phá đi cấu tạo của phần hút không khí của tai nghe, và do đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh. Với cách này thì tuy nó nhìn hơi xấu một chút, nhưng bù lại chất lượng âm thanh sẽ hay hơn. Cái này thì tùy vào sở thích của mỗi người hoặc là hiện trạng của tai nghe
mà bạn có thể độ cho phù hợp. Tương tự như vậy thì bạn có thể mốt những dòng tai nghe khác mà bạn thích. Với cách này thì nó sẽ giúp bạn có một bộ sưu tập những chiếc tai nghe với các cái hình dáng khác nhau, bạn có thể kết hợp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.